Cô làm gì trong này vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, con làm gì? Anh ơi, con bé gì kìa? Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi tự lo được rồi. Dạ, dạ. À, em xin lỗi anh ạ. Dạ, em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh ạ. Dạ, em xin lỗi anh ạ. Cô quá đáng thiệt. Lẹ dữ vậy trời. Người gì đâu mà kỳ cục thiệt á. Đúng, người đâu mà kỳ cục. Cô làm gì trong này vậy? Nãy giờ cô thấy hết hả? Em chỉ muốn tìm anh để nói chuyện một cách riêng tư hơn thôi. Riêng tư chỗ riêng tư khác nhau mà. Đến giờ thì em không biết chỗ nào với chỗ nào nữa rồi. Mà em là fan của anh. Anh phục vụ fan nhiều rồi. Để hôm nay em phục vụ anh ha. Được. Vậy em nói xem em phục vụ anh như thế nào? Cái này anh phải ra lệnh chứ. Từ từ đã. Nhưng mà trước đấy anh phải ký hợp đồng với em nha. Không. Ủa sao vậy? Bởi vì anh có người yêu rồi. Ồ, thế còn nãy giờ là như thế nào? Anh làm trong ngành giải trí mà. Ồ. Bực cả mình. Sao? Em muốn gây sự à? Mày nửa muốn nửa không. Lằng nhằng ghê á. Thay vì mình cứ gây sự với nhau, sao mình không hợp tác với nhau ta? Rồi ai làm trưởng phòng? Cái này đơn giản mà. Giờ thí dụ ông ký đi, mình xù xì, ai thắng sẽ làm trưởng phòng. Ủa, anh tưởng tôi ngu chắc. Trời. Ok. Em làm anh nhớ đến câu thành ngữ vậy nè. Hai người chụm lại nên 2/3 hòn núi cao. Tại sao không phải là một hòn chẵn? Cái đó ba người, ở đây có hai người à.